từ để leo thang không có ngã. Thank you.
Đồng xanh xanh thơm, biển xanh xanh ngát, cứ hót mơ xanh dương. Ta hát bài ca thời đại, trí tuệ Việt Nam. Vâng nhân ái trí tuệ bao dung yêu thương chắc ẩn. Tổ quốc tôi trong sáng vô ngần, chí lớn vươn lên, trời cao lòng lòng. Bằng ơn nhân ái chi quệ bao dung yêu thương chắc ẩn, tổ quốc tôi trong sáng vô ngần. Trời cao lòng lòng, trời cao lòng lòng. Buông lên xa khơi, đồng xanh xanh thơm, biển xanh xanh ngát, cứ hót mơ xanh dương. Ta hát bài ca thời đại, trí tuệ Việt Nam. Bằng ơn nhân ái chi quệ bao dung yêu thương chắc ẩn. Tổ quốc tôi trong sáng vô ngần, chí lớn vươn lên, chí lớn vươn lên, trời cao lòng lòng, trời cao lòng lòng. Bằng ơn nhân ái chi quệ bao dung yêu thương chắc ẩn, tổ quốc tôi trong sáng vô ngần. Trời cao lòng lòng, trời cao lòng lòng. Sấm nổi đằng tây, sấm nổi đằng đông, con cháu là hồng đang buồn lên xa khơi, xa khơi, xa khơi. Vâng, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe ca khúc Căng Buồm Lên Ra Khơi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Cường, lời thơ Ngô Xuân Bính. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn màn biểu diễn vô cùng tuyệt vời của các nghệ sĩ violon, nghệ sĩ múa, các ca sĩ đến từ Nhà hát Vũ kịch Việt Nam và dàn hợp xướng đến từ trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Xin được nhiệt liệt chào đón toàn thể các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý đã có mặt trong buổi sự kiện ngày hôm nay. Vâng, lời đầu tiên, Lương Giang xin được thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, thưa quý vị, cách đây một tháng, chúng ta đã có mặt tại đây để tham dự một khai mạc không gian nghệ thuật sáng tạo và triển lãm nghệ thuật đương đại với chủ đề Ego, Người của giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Vâng, và ngày hôm nay
tại sân vườn của Bảo tàng Hà Nội. Chúng ta có mặt tại đây và đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao của thành phố Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội, tạp chí Mỹ thuật tiếp tục giới thiệu tới quý vị không gian nghệ thuật sáng tạo với chủ đề Thông linh của giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Vâng, và rất hân hạnh đến tham dự. Ngày hôm nay tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Trọng Quang, Chủ tịch Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội. Vâng, và một người vô cùng đặc biệt, một nhân vật đặc biệt đã đem đến cho chúng ta một không gian sáng tạo nghệ thuật vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Tôi xin được trân trọng giới thiệu giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Vâng, và đặc biệt hơn nữa là toàn thể sự hiện diện của các quý vị khách quý, các lãnh đạo, các phòng ban của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình đã có mặt tại đây, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự hiện diện quý báu này ạ. Kính thưa quý vị, trong chuỗi các hoạt động của lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022, triển lãm nghệ thuật đương đại Ego Người của giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính đã được khai mạc và mở cửa từ ngày 18 tháng 11. Vâng, và từ đó đến nay thì triển lãm đã nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng, những người yêu nghệ thuật trong và ngoài nước, và đặc biệt hơn là nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là mỗi chúng ta khi mà nhắc về Hà Nội đều cảm thấy trong lòng mình có những cảm xúc rất lạ, một cảm xúc linh thiêng, đúng không ạ? Và có lẽ từ cái mạch cảm xúc đó mà đã có rất nhiều những ca khúc viết về Hà Nội đã được ra đời. Vâng, và ngày hôm nay giữa sân vườn vô cùng đẹp của Bảo tàng Hà Nội và trong tiết trời không khí của những ngày chớm đông, Lương Giang xin được gửi tới, giới thiệu tới quý vị một ca khúc mới viết về Hà Nội. Vâng, xin được giới thiệu ca khúc Hồn Thiêng Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Huy. Và đặc biệt hơn nữa, lời thơ được phổ bởi giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Và bài hát sẽ do ca sĩ Minh Đức, Ngọc Hà biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Trình diễn vô cùng tuyệt vời của ca sĩ Ngọc Hà và Minh Đức. Kính thưa quý vị, đô thị kỷ nguyên mới, kỷ nguyên sáng tạo của công nghệ và hội nhập, không chỉ là không gian sống, không gian cây xanh, không gian dịch vụ, không gian kết nối, tổ chức lao động, mà phải là không gian sống toàn cầu, không gian tương tác nghệ thuật,
không gian trường năng lượng, không gian thị giác, cảm xúc, khoái cảm. Vâng, và tiếp theo chương trình, Lương Giang xin mời toàn thể các quý vị khách quý, chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình sân khấu để cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Xin mời. Nhân loại phải mất hàng nghìn năm để hình thành một bản thể. Nhưng nhân loại lạc hướng, chỉ cần vài chục năm, thậm chí chỉ vài năm đã xóa đi chuỗi gắn kết văn hóa đặc trưng của một vùng miền, hay thậm chí một dân tộc. Giữa mênh mông, vô định, người nghệ sĩ âm thầm cần mẫn tìm về với nguồn gốc, bản ngã của con người, nơi chứa đựng những điều đơn sơ, nguồn cội, để lao động, sáng tạo và cống hiến vì cộng đồng. Ego, người. Đi sâu vào bản ngã của con người, người nghệ sĩ giác ngộ điều quan trọng. Thời đại luôn sản sinh, chọn lọc con đường xuyên suốt chuỗi giá trị bền vững, tính toàn thể, chủ nghĩa khai sáng, chủ nghĩa nhân văn luôn biết kéo đại chúng hướng đến, đi cùng đường, vươn lên. Nghệ thuật chân chính không phủ nhận lẫn nhau. Tư tưởng nghệ thuật chân chính không cho phép khen chê cực đoan đối với từng cá nhân nghệ sĩ, với từng giai đoạn nghệ thuật. Tính ưu việt của từng nền văn hóa là khai sáng trong không gian huyền sử, trầm tích, năng nổ thì hiện tại, khát khao thì tương lai, luôn luôn là vậy, luôn đổi mới. Nhân loại kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, của hội nhập và phát triển, không chỉ dừng ở những giá trị có tính phạm trù riêng lẻ. Thế kỷ mới, nơi có đến 80-90%, thậm chí cao hơn, dân số nhân loại sẽ tập trung lấp đầy đô thị. Đó chính là tương lai hiện hữu toàn cầu. Thông linh, mở ra đô thị kỷ nguyên mới, mà ở đó dự cảm nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều, tranh bích họa và ảo ảnh ánh sáng nhờ kỹ thuật số, thuật toán với chiều kích hoành tráng về số lượng và kích cỡ, sẽ đảm đương không nhỏ cho tính thực thi của thông điệp đô thị kỷ nguyên mới. Nhân loại kỷ nguyên mới, kỷ nguyên sáng tạo thông minh, luôn luôn biết chọn cho mình con đường đúng, con đường tất yếu phát triển bền vững. Đó là hồn của ego, để hòa quyện vào thông linh trong cộng đồng đô thị kỷ nguyên mới. Có tác giả đã từng viết: một xã hội phù hợp nhất với con người, một xã hội có nhân tính, không phải là một xã hội chỉ cần dọn dẹp môi trường chung quanh để thích hợp với tính bản thiện của nó. Xã hội có nhân tính là một xã hội được tổ chức sao cho những bản tính tự nhiên của con người tồn tại một cách tự nhiên, tạo ra những điều kiện tối ưu cho sự phát triển toàn diện và tự do cho mỗi cá nhân, con người. Đó chính là xã hội mà người nghệ sĩ mong muốn hướng đến. Ego, thông linh, nơi con người và cuộc sống thăng hoa trong một không gian. Ở đó, cái chung phải làm phong phú cho cá nhân và ngược lại. Cá nhân được phát triển sẽ làm cơ sở và điều kiện cho xã hội phát triển. Xã hội sẽ đẹp biết bao nếu bản ngã ego được tìm về để hòa mình trong sự thăng hoa của thông linh và mở ra không gian mới, không gian của sự khai mở và tương lai của xã hội mới.
Vâng, thưa quý vị, có lẽ là tất cả chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đều mang trong mình một tình yêu quê hương đất nước, đều mang trong mình một niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, đúng không ạ? Và mỗi người chúng ta thì đều có những cái cách thức thể hiện khác nhau về tình yêu và trách nhiệm đó. Còn đối với giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính, ông đã thể hiện tình yêu và trách nhiệm của mình bằng lao động sáng tạo và nghệ thuật. Và bằng sự lao động, sự sáng tạo, ông mong sẽ cống hiến cho cộng đồng, mong có thể truyền được những thông điệp tương lai, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trên khắp mọi miền của đất nước. Và có lẽ qua clip vừa rồi, qua những ca khúc mà giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính đã gửi gắm, chúng ta cũng đã hiểu được phần nào, đúng không ạ? Và ngay cạnh Lương Giang lúc này đây rất là vinh hạnh. Lương Giang đang đứng cạnh anh Lương Xuân Đoàn. Hiện tại thì anh Lương Xuân Đoàn đang là Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Vâng, và ngày hôm nay Lương Giang được biết, em được biết là giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính cũng là hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Thì dưới góc độ của Hội Mỹ thuật thì ngày hôm nay rất là muốn lắng nghe một chút cái chia sẻ của anh Lương Xuân Đoàn đối với cái sự lao động sáng tạo không ngừng nghỉ của người hội viên rất là đáng kính, đúng không ạ? Vâng, xin mời anh. Thưa các vị khách quý, thưa các bạn đồng nghiệp, thưa các công chúng yêu nghệ thuật của Hà Nội, tôi nghĩ chúng ta đang chứng kiến những khoảnh khắc không thể nào quên được. Tôi nghĩ hào khí Thăng Long, hồn cốt linh thiêng của bản sắc Việt, tâm hồn Việt, văn hóa Việt đang lay động, đánh thức tất cả chúng ta đang có mặt ở đây. Tôi nghĩ câu chuyện nghệ thuật của giáo sư, viện sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc Ngô Xuân Bính đang mang đến một món quà nghệ thuật đồ sộ dành cho tất cả chúng ta. Tôi nghĩ nếu như Hà Nội đang bị vây bùa bởi cơn lốc đô thị hóa, Hà Nội đang càng ngày càng nhỏ lại, cái khuôn mặt của Hà Nội của ngày hôm qua, của thế kỷ trước, thì dường như khu vườn mới, khu vườn lạ, mang ngữ điệu lạ của điêu khắc Ngô Xuân Bính đang tạo ra một lối mở, một cái lối thoát cho những ai yêu Hà Nội, quý Hà Nội, sống và chia sẻ với Hà Nội những niềm vui, nỗi buồn từ hàng thế kỷ qua. Hôm nay, tôi nghĩ đây là một cái không gian hết sức xúc động. Chúng ta cũng thấy những cái ca khúc, những cái điệu múa cũng làm sống dậy một cái mỹ cảm mới của người Việt. Và bây giờ tôi cho cái lối mở ấy từ món quà như tôi đã nói, món quà đồ sộ của nghệ thuật điêu khắc Ngô Xuân Bính cũng mang lại cho chúng ta một cái không gian văn hóa thực sự cho người Hà Nội hôm nay. Tôi nghĩ thế kỷ mới, thế kỷ của phương Đông, thế kỷ của châu Á, thì từ ego người đến thông linh cũng chính là những cái thông điệp thầm lặng của giáo sư, viện sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc Ngô Xuân Bính. Và đặc biệt tôi cho rằng là dường như trong ý nghĩ của anh, tâm hồn của anh, tình cảm của anh dành cho những cái thế hệ mới, những cái người trẻ mới, những người Việt mới của thế kỷ mới. Bởi vậy mà tôi cho cái câu chuyện chuyển giao thế hệ đã bắt đầu. Và món quà này của anh Ngô Xuân Bính thực sự là tôi cho là cũng tạo nên một cái dấu ấn bất ngờ cho bức tranh toàn cảnh của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ông Ngô Lê Xuân Đoàn với lại những chia sẻ hết sức tuyệt vời, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị,
Và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp theo chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính sẽ lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ với tất cả các quý vị quan khách ngày hôm nay, có được không ạ? Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Thưa các vị khách quý, thưa các anh các chị, thưa những người bạn, những người chị, những người con, người cháu của tôi, thưa các bạn sinh viên tương lai, tôi chỉ biết cảm ơn và mong tất cả những cái tinh thần mà chúng tôi và tất cả các cái nhóm của chúng tôi vừa làm, cộng với sự ủng hộ của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, của Hội Mỹ thuật Việt Nam và tất cả cái nội hàm mà truyền thông trong suốt một tháng nay có đưa tin, thì cái tinh thần ấy lan tỏa đến các bạn trẻ, và tương lai của các bạn chính là cái sự gối tiếp tất cả những công việc mà ông chúng ta, những cái người bố, người mẹ của chúng ta đã phải đổ bao xương máu để có được những cái ngày hôm nay. Cho nên dưới cái góc độ cá nhân, tôi chỉ biết là cầu mong cho tất cả những cái khát khao của cái thế hệ chúng tôi có thể đến với các bạn, và tương lai của đất nước chính là các bạn. Cảm ơn. Thưa họa sĩ Ngô Xuân Bính, ông có thể nán lại sân khấu một chút được không ạ? Bởi tiếp theo chương trình sẽ là đến một cái phần vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Và trước khi bước đến phần đặc biệt này thì Lương Giang cũng xin muốn giới thiệu tới toàn thể các quý vị khách quý một dự án vô cùng ý nghĩa, đó chính là dự án Khuông. Mở cửa là dự án với mục đích dạy và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho mọi đối tượng. Và dự án đã thu hút và đào tạo rất nhiều trẻ em ở các cấp độ tuổi khác nhau, và nhiều em đã tham gia đạt nhiều giải thưởng khác nhau. Vâng, và trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, với mong muốn động viên, khuyến khích và hỗ trợ cho các em tiếp tục học tập, sáng tạo để sau này trở thành những hạt nhân có ích trong xã hội. Và sau đây Lương Giang xin được mời các em Nguyễn Vũ An Băng, Nguyễn Trần Linh Chi, Lê Thủy Linh, Nguyễn Minh Tuấn, Trịnh Đan Khánh. Xin mời các em lên sân khấu để chúng ta có thể nhận được những món quà cũng như là giải thưởng của chương trình. Và sau đây thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, ông Thăng Văn Phúc cùng lên sân khấu để tặng quà cho các em ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và xin mời các vị đại biểu chúng ta cùng nán lại trên sân khấu để tập một chụp một tấm hình lưu niệm ạ. Vâng, xin được cảm ơn họa sĩ Ngô Xuân Bính, họa sĩ Lương Xuân Đoàn và ông Thăng Văn Phúc cùng tất cả các em. Xin chúc mừng các em nhỏ. Một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa đúng không ạ? Còn gì nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nào.
Vâng, một lần nữa xin chúc mừng tất cả các em. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Những ngôi sao luôn bên nhau, nhạc sĩ Đức Trịnh, lời thơ Ngô Xuân Bính, qua phần biểu diễn của ca sĩ Minh Hương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bạn của tôi ơi, những ngôi sao không bao giờ cô đơn, luôn bên nhau mỉm cười. Những ngôi sao luôn bên nhau, bầu trời đầy sao, bầu trời đầy ước mơ yêu thương. Bạn của tôi ơi, ta nương bên nhau lời ca yêu thương, ngập tràn ước mơ. Tại sao phải giận hờn? Tại sao không mở lòng mỉm cười? Con tim đập vòng tay. Những ngôi sao may mắn luôn chờ ta. Số phận mỉm cười nào hát ca. Ta bên nhau không bao giờ cô đơn. Ta bên nhau bầu trời đầy sao. Bạn của tôi ơi, ta nương bên nhau lời ca yêu thương, ngập tràn ước mơ. Tại sao phải giận hờn? Tại sao không mở lòng mỉm cười? Con tim đập vòng tay. Những ngôi sao may mắn luôn chờ ta. Số phận mỉm cười nào hát ca. Ta bên nhau không bao giờ cô đơn. Ta bên nhau bầu trời đầy sao. Ta bên nhau
Cảm ơn phần trình diễn của ca sĩ Minh Hương. Kính thưa quý vị khách quý, có lẽ lúc nãy khi mà chúng ta xem clip thì có một câu nói rất hay. Một xã hội phù hợp nhất với con người, một xã hội có nhân tính, không phải là một xã hội chỉ cần dọn dẹp môi trường chung quanh để thích hợp với tính bản thiện của nó. Xã hội có nhân tính là một xã hội được tổ chức sao cho những bản tính tự nhiên của con người tồn tại một cách tự nhiên, tạo ra những điều kiện tối ưu cho sự phát triển toàn diện, tự do cho mỗi cá nhân con người. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tổ quốc ta cờ bay, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Cường. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Con đường xuyên rừng xuyên biển, kia những gương mặt, những thế hệ mang bao mơ ước. Cho tôi ôm vào lòng ngọn cờ hồng trên tay, cho tôi căng ngực hát Tổ quốc ta. Tổ quốc đỉnh lũng Cù là đây, tôi ôm vào lòng mình ngọn cờ lông lông bay. Nhìn thẳng tới Cà Mau, một Trường Sơn vững chãi, nhìn nghiêng ra biển rộng, sóng hoan xa rời lại. Tổ quốc ơi, xoay mặt những dòng sông, người cho ta vững lòng Trường Sơn vững chãi, người cho ta trẻ mãi tâm hồn đại dương. Và những con đường xuyên rừng xuyên biển, và những gương mặt, những thế hệ mang bao mơ cha lạc lòng mơn thương, đường ngàn năm thắm mơ lạc hồng. Cho tôi ôm vào lòng ngọn cờ hồng trên tay, cho tôi gắng ngược hát Tổ quốc ta cờ bay.
cu là đây. Tôi ôm vào lòng mình ngọn cờ lông lông bay. Nhìn thẳng tới Cà Mau, một Trường Sơn vững chãi. Nhìn nghiêng ra biển rộng, sóng hoang xa rời lại. Dòng sông người cho ta vững lòng, Trường Sơn vững chãi, người cho ta trẻ mãi tâm hồn đại dương. Và những con đường xuyên rừng xuyên biển, và những gương mặt những tiếng lệ mang lòng mơ ước. Từ thừa mẹ âu cơ cha lạc lòng mến đường ngàn năm bóng lô lạc hồng, cho tôi ôm vào lòng ngọn cờ hồng trên tay, cho tôi nâng ngực hát tổ quốc ta. Cảm ơn phần trình diễn của dàn hợp xướng đến từ trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho các nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, ego, thông linh, nơi con người và cuộc sống thăng hoa trong một không gian, xã hội sẽ đẹp biết bao nơi bản ngã ego được tìm về để hòa mình trong sự thăng hoa của thông linh và mở ra không gian mới. Không gian của sự hòa quyện bản ngã, con người và tương lai xã hội. Vâng, và bây giờ không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị sẽ cùng bước vào không gian của thông linh, nơi ego, cái tôi bản ngã, cái tôi bản thể, hay nói đúng hơn, cái tôi trong chính mỗi con người chúng ta, được hòa với không gian của đất trời, của nhân loại, của đô thị hiện đại, qua cầu nối của không gian nghệ thuật và những sáng tạo của người nghệ sĩ. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị khách quý cùng tham quan âm thanh, ánh sáng bừng lên không gian triển lãm thông linh. Vâng, một lần nữa xin được thay mặt những người làm chương trình xin được cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quan khách ngày hôm nay đã đến sự kiện. Xin được chúc toàn thể quý vị sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!